Bạn sao vậy? Tôi đi liếu vô á, tôi té dính luôn ở đây. Dở tôi lên, đỡ lên. Nói với ông rồi, đói bụng á thì ta kiếm cái bếp củi mà ăn. Đi vô bếp điện chi cho điện giật quéo giò phải không? Không phải, tôi đi kiếm Ngọc Hoàng. Tôi đi bay trên trời, tôi độn thổ dưới đất. Tôi kiếm tùm lum tè le hết mà không thấy Ngọc Hoàng đâu. Ai, ai đã giữ Ngọc Hoàng của tôi? Ngọc Hoàng của tôi ở đâu? Ông là người giữ Ngọc Hoàng của tôi phải không? Trả Ngọc Hoàng cho tôi. Bình tĩnh. Ông bị sản rồi hả? Tao rồi lại đi tìm Ngọc Hoàng, là ai giữ Ngọc Hoàng? Mệt quá sản. Nói trăm bậy trăm bạ không à? Đúng rồi. Từ cái lúc mà chia ra ba đứa ba hướng đi tìm Ngọc Hoàng, tôi cũng đi tìm tùm lum hết rồi, bốn phương tám hướng, khắp cả hang cùng ngõ hẻm, cũng không muốn gặp Ngọc Hoàng nữa. Vậy bây giờ còn cách nào để gặp Ngọc Hoàng đây? Ai mà biết đâu, phải... bây giờ Ngọc Hoàng ở đâu mới là quan trọng nè. Mình phải suy nghĩ coi mình còn sót chỗ nào không, còn chỗ nào mình chưa kiếm luôn. Tôi là tôi đi kỹ lắm rồi đó, nhưng mà chỉ còn một chỗ là chưa đi thôi. Chỗ nào? Trong khu cách ly. Hey, đúng rồi, có thể Ngọc Hoàng đang bị cách ly đó. Đúng rồi, vô khu cách ly kiếm. Đi. Cái gì bỏ tôi ra, tôi phải đi giải cứu Ngọc Hoàng. Ông đừng có nóng, ông sảng quá rồi. Chứ sao? Từ từ, phải bình tĩnh chứ. Bây giờ mình chỉ là nghi ngờ Ngọc Hoàng ở trong khu cách ly thôi. Mà vô trong đó chưa chắc gì người ta cho mình vô. Mà nếu cho vô rồi á, là mình ở trong đó luôn á, mình không gặp được Ngọc Hoàng luôn á. Đúng rồi, ông nói đúng đó. Vậy còn cách nào không? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Sử dụng cái tâm của mình. Mình phải dùng cái tiếng gọi của mình, tiếng lòng của mình cho Ngọc Hoàng nghe. Gọi một cách tha thiết nhất tên Ngọc Hoàng, thì Ngọc Hoàng xuất hiện mình mới gặp thôi, chứ giờ biết tìm ở đâu bây giờ. Đúng rồi. Hy vọng cuối cùng vậy thôi. Đúng rồi, mình sẽ đi hết tất cả các nơi, rồi mình gọi tới Ngọc Hoàng. Đúng. Để Ngọc Hoàng hiểu được tấm lòng của tụi mình. Đúng. Đi nè. Ngọc Hoàng ơi. Đấu xong đầu cơm á, nó khỏe gì đâu á. Ngọc Hoàng ơi. Ai gọi mình vậy ta? Ngọc Hoàng ơi. Thì ra là ba táo. Ta đây. Gì vậy ông già? Hả? Ông ai vậy? Ông Ngọc Hoàng là... đi. Thường á, Ngọc Hoàng đi á là phải có là Nam Tàu, Bắc Đẩu, là Thiên Lâu, Thiên Binh, Thiên Tướng đi theo hộ vệ. Ông đi có mình không? Ông nói Ngọc Hoàng. Các táo không tin là Ngọc Hoàng đúng không? Không. Để ta biến các táo thành quả lò cho các táo tin. Đừng có biến nha. Sao cái giọng điệu này nghe quen vậy? Quen lắm luôn á. Nếu mà người trần gian thì làm sao nhìn thấy được tụi mình? Đúng rồi. Chị là Ngọc Hoàng thiệt rồi đó. Ngọc Hoàng thiệt. Dạ. Chúng thần xin ra mắt Ngọc Hoàng. Được rồi, ta biểu lễ. Ta Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, mời Ngọc Hoàng an tọa. Dạ. Mời Ngọc Hoàng an tọa. Dạ, nãy giờ các táo thần có lỗi gì vậy, xin Ngọc Hoàng hãy bỏ qua. Thôi được rồi, thời gian có hạn, bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện đi. Dạ. Dạ. Nhưng trước khi nói chuyện, chúng ta phải chấp hành quy định 5K của chính phủ. Dạ. Dạ. Hồ biến. Ủa, cái gì vậy Ngọc Hoàng? Cái gì vậy Ngọc Hoàng? Đây là khẩu trang. Đây, khẩu trang này á, được làm bằng khí tiên. Các táo cứ đeo rào như là không đeo vậy, nhưng mà hiệu quả của nó rất là tuyệt đối. Không nhận đeo gì, không đeo vậy đó Ngọc Hoàng. Đây, còn một số khẩu trang dư nè. Dạ. Táo hay cầm lấy. Cầm lấy, coi ai cần á thì phát cho họ. Dạ, đợi ơn Ngọc Hoàng.
Bây giờ các táo gọi ta ráo riết cương quyết xuống đây, có chuyện gì báo cáo đi. Dạ bẩm dạ. Ngọc Hoàng, gia chủ của thần là đang nguy kịch lắm, dạ mong Ngọc Hoàng ghé thăm ạ. Dạ Ngọc Hoàng ơi, gia chủ của thần cũng đang nguy kịch lắm, mong Ngọc Hoàng ghé thăm ạ. Dạ gia chủ của thần cũng có chuyện gấp lắm, dạ mong Ngọc Hoàng phán xét giùm ạ. Không, gia chủ tôi là nguy kịch. Gia chủ bên tôi, gia chủ của tôi là tôi thôi rồi. Bây giờ các táo phải nói từng người. Nói như vậy làm sao mà ta nghe hết được? Ta quấn nhỏ nhất nói trước đi. Dạ đội ơn Ngọc Hoàng. Thưa Ngọc Hoàng, gia chủ của thần á, cuộc sống á, thì có hơi lệch lạc và cũng có hơi vô tâm. Sau khi biết được á, nữ hộ lý tên Lan là vợ của gia chủ mang thai. Và bẩm Ngọc Hoàng, gia chủ của thần á, lúc nào cũng ước mơ giàu có giống như những bạn đại gia của mình hết á. 447 447 35 35 tắt. Cái gì? Đài à, Cần Thơ hả? À? Cần Thơ. Anh. Anh. Hả? Hôm nay á em đi khám thai, con có tim thai rồi đó. Tuần sau là em 13 tuần nha, là có thể chích vaccine rồi. Một, anh đừng có lo ba, nữa. 3591. Trời ơi, trúng con nào hết trơn vậy? Thiệt tình. 27 số. Ủa ghê. Để đi chúng mình coi. Vô nấu cơm đi. 12 giờ trưa rồi. Từng lần ông trật đại hết trơn. Mua đài này sổ đài kia. Chị ơi, anh không cần nhà cao cửa rộng, anh cũng không cần xe hơi bốn bánh, anh chỉ cần em và con thôi. Anh không thể nào sống thiếu em và con được hết. Ông trời ơi, con cầu xin ông, con cầu xin ông, xin ông hãy lấy mạng của con mà tha cho vợ của con, để vợ con được sống. Xin ông nghe thấu lòng của con. Con không thể nào sống thiếu vợ con và con được hết. Con xin ông, xin ông.